Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Sub Channel. Khi mà đọc tiêu đề video thì chắc hẳn các bạn cũng biết là trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề gì rồi đúng không? Nhưng mà trước khi đến với những nội dung chính thì mình xin nhắc các bạn một thông tin rất là quan trọng. Đó chính là tại kênh YouTube fptsub.com.vn đang tổ chức một mini game với phần thưởng là chiếc Samsung Galaxy A6 Plus. Và nếu bạn chưa chơi thì ngay bây giờ có thể nhấp vào đường link mình sẽ bỏ bên dưới phần mô tả để chơi game nha. Và mini game của chúng ta sẽ diễn ra từ bây giờ cho đến hết ngày 30 tháng 5. Và nếu bạn nào chưa chơi thì nhanh tay chơi nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Vấn đề pin là vấn đề mà mình thấy các bạn rất là quan tâm. Khi mà có bất kỳ một chiếc smartphone nào ra mắt thì các bạn đều để ý là viên pin của nó là bao nhiêu để chúng ta có thể sử dụng một cái thời gian dài hơn kể từ khi mà sạc 100%. Thì để có một cái thời gian xài nhiều hơn thì các bạn sẽ có hai cách. Đầu tiên là các bạn sẽ lựa chọn những chiếc smartphone có dung lượng pin lớn, ví dụ như là 4.000 hoặc là 5.000 mAh gì đó. Nhưng mà để có một viên pin lớn thì các bạn phải chấp nhận một điều là thiết kế của máy sẽ không được đẹp lắm, nó sẽ hơi to và hơi cồng kềnh. Còn đối với những bạn nào mà vẫn muốn sử dụng một chiếc smartphone có thiết kế đẹp, mỏng nhưng mà thời gian dùng pin vẫn dài thì chúng ta phải có những cái tip riêng để tiết kiệm pin. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 tip các bạn có thể thực hiện ngay bây giờ để có thể tiết kiệm một phần lớn pin của mình nhé. Ok, tip đầu tiên đó chính là các bạn phải cài đặt cái màn hình của mình ở chế độ sáng tự động. Có rất là nhiều bạn thích là màn hình của mình lúc nào cũng phải sáng trưng, sáng rực như vậy bất kể cái môi trường ánh sáng bên ngoài như thế nào. Tuy nhiên cái điều này thì đầu tiên nó sẽ rất là gây hại với mắt của các bạn. Khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường tối mà màn hình sáng thì mắt của chúng ta sử dụng lâu nó sẽ rất là mỏi. Và thứ hai là màn hình là một cái nơi mà tốn rất là nhiều pin. Màn hình càng lớn thì pin sử dụng cho màn hình đó càng nhiều. Vì thế là các bạn hãy set cái độ sáng màn hình về cái chế độ tự động. Khi đó thì máy sẽ tự động xác định được cái môi trường ánh sáng bên ngoài và điều chỉnh cái độ sáng màn hình cho nó phù hợp. Có nghĩa là khi các bạn vào tối hơn thì nó sẽ tự động tối lại. Điều này thì nó sẽ vừa bảo vệ mắt của mình mà vừa tiết kiệm được một lượng lớn pin cho các bạn nữa. Tip thứ hai đó chính là các bạn hãy cài đặt cái thời gian tự động tắt màn hình nó ngắn lại thôi. Thời gian tắt màn hình này thì tùy theo máy, nó sẽ có thấp nhất là tầm khoảng 5 giây, 2 giây và cao nhất là 30 phút. Hoặc là các bạn có thể cho nó sáng hoài luôn đến khi nào hết pin thì thôi. Thời gian tắt màn hình tự động thì nó sẽ tính từ lần cuối cùng mà các bạn chạm vào màn hình. Ví dụ như là mình cài là 15 giây thì lần cuối mình chạm vào 15 giây nó sẽ tự động tắt. Cái này thì các bạn phải cài đặt nó ngắn một chút xíu thôi. Có thể là ngắn nhất có thể trên cái cài đặt của các bạn luôn. Điện thoại của mình thì mình đang cài là 10 giây. Nếu mà như mà các bạn cài càng nhiều á thì cái thời gian đó màn hình sáng tiêu lượng một cái mức pin rất là lớn. Tuy nhiên mình không có sử dụng gì cả thì rất là hao phí. Tip thứ ba của chúng ta đó chính là các bạn hãy tắt hết những cái kết nối khác không sử dụng đến như là Wi-Fi, Bluetooth hoặc là 3G. Có nhiều bạn có thói quen là chúng ta để kết nối Bluetooth và Wi-Fi cả ngày dài luôn. Khi mà không cần đến thì các bạn cũng vẫn để như vậy. Nhưng mà nó vô hình chung làm cho điện thoại của chúng ta trở nên tốn pin rất là nhiều. Mình nghĩ là không việc gì mà mình phải bắt 24/7 khi mà cái thao tác đi và mở lên nó rất là đơn giản như vậy. Khi mà các bạn không cần sử dụng nữa hoặc là trước khi mà đi ngủ các bạn quẹt lên một cái tắt Wi-Fi, tắt Bluetooth, tắt 3G và để điện thoại ở đó không thì nó sẽ giúp cho giấc ngủ của các bạn trở nên sâu và thẳng hơn nữa, không có bị ảnh hưởng bởi những cái sóng độc hại. Và tip thứ tư của chúng ta đó chính là các bạn hãy tắt chế độ định vị khi mà không cần thiết. Chế độ định vị thì các bạn chỉ nên mở khi mà các bạn cần dùng map hoặc là các bạn cần share vị trí của mình cho bạn bè hoặc gia đình thôi. Còn bình thường thì mình không bao giờ để chế độ định vị cả, tại vì mình cảm giác như là bị theo dõi hoặc là sao sao đó. Với những cái app khi mà các bạn tải về thì có một số app nó sẽ yêu cầu được truy cập vị trí của các bạn. Khi đó thì các bạn chỉ cho phép những cái app cần thiết thôi, ví dụ như là Map hoặc là Messenger gì đó nó có thể truy cập cho các bạn để các bạn có thể chia sẻ vị trí thôi. Còn những cái app bla 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 như là chụp hình hoặc là nghe nhạc gì nó cũng đòi truy cập thì tốt nhất là các bạn không nên cho phép nó truy cập vào vị trí của mình nha. Nó mặc dù là một cái động thái rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng tiết kiệm được khá pin cho điện thoại của mình đó. Tiếp theo đó chính là các bạn không nên để quá nhiều ứng dụng chạy nền. Có nhiều bạn có thói quen khi mà chúng ta sử dụng xong một cái ứng dụng thì chúng ta nhấn thẳng vào cái nút home để quay trở lại màn hình chính. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, cách tắt như vậy thì cái ứng dụng đó nó sẽ không hoàn toàn bị tắt đi mà nó vẫn âm thầm chạy ngầm ở phía dưới để sau này khi mà các bạn bấm vào thì nó đã chạy sẵn rồi. Nhưng mà nó lại tốn rất là nhiều pin của các bạn và hơn nữa là nó ngốn RAM làm cho chiếc điện thoại của chúng ta trở nên rất là chậm chạp để xử lý những cái tác vụ sau khi mà các bạn mở. Vì thế kể từ bây giờ các bạn
bạn hãy tập thói quen khi mà thoát ra bất kỳ một ứng dụng gì thì chúng ta hãy bấm vào cái phần đa nhiệm và tắt hẳn luôn cái tab đó đi. Tại vì càng nhiều tab thì điện thoại của chúng ta càng chậm chạp hơn và pin cũng sẽ tốn hơn rất là nhiều nữa. Tip thứ 6, đó chính là các bạn không nên sử dụng chế độ rung. Cái tip này thì không được nhắc nhiều khi mà nhắc đến những cái tip để tiết kiệm pin. Tuy nhiên là cái chế độ rung trên smartphone của mình lại tốn rất là nhiều pin khi mà nó phải vận dụng tất cả những cái năng lượng để có thể rung lên cho các bạn nhận thấy được. Cho nên là nếu mà không cần thiết thì các bạn chỉ nên để thông báo bằng âm thanh thôi chứ không cần phải có chế độ rung các bạn nhé. Tiếp theo của chúng ta đó chính là các bạn hãy tắt đi những cái thông báo không quan trọng. Những cái ứng dụng hiện nay thì nó có xu hướng hay gửi thông báo về cho mình rất là nhiều để nhắc nhớ các bạn về cái app đó cũng như là để lôi kéo các bạn quay trở lại để sử dụng cái app đó. Cho nên là ngoài những cái app quan trọng với mình như là Messenger nè, tin nhắn nè, mail bla 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 bla, thì các bạn nên tắt hết những cái thông báo về những cái app như là âm nhạc. Bạn ơi ngày hôm nay thật buồn, bạn hãy ghé và nghe bản nhạc này đi. Đó thì các bạn hãy tắt cái thông báo đi, tại vì nó không cần thiết cho cuộc sống của chúng ta mà nó lại tốn rất là nhiều pin nữa. Tại vì khi mà có một thông báo đến điện thoại chúng ta thì đầu tiên nó sẽ sáng màn hình lên, thứ hai là nó sẽ có một cái âm thanh vang lên, và thứ ba nữa đó là điện thoại chúng ta sẽ rung lên một cái. Cái combo này là cái combo gây tốn pin nhất, cho nên tốt nhất là chúng ta hãy tắt đi những thông báo không cần thiết trong cái cuộc sống này nha. Tiếp thứ 8 là các bạn nên hạn chế sử dụng cái voice control. Voice control này có nghĩa là các bạn sử dụng Siri hoặc là Google Assistant nè, điều khiển điện thoại bằng cái giọng nói của mình á. Cái này thì nó rất là hiện đại, tuy nhiên các bạn biết rồi đó, hiện đại thì nó sẽ hại điện thôi. Khi mà sử dụng voice control thì nó phải dùng rất là nhiều năng lượng. Đầu tiên là để lắng nghe các bạn nói gì, sau đó là để hoạt động những cái process bên trong nó để phản hồi lại cái câu trả lời của các bạn. Cho nên là bây giờ nếu mà các bạn có thể dùng tay được thì chúng ta hạn chế dùng giọng nói thôi. Lâu lâu đem ra để trải nghiệm chơi cho vui thôi, chứ không nên dùng quá thường xuyên nếu mà các bạn muốn tiết kiệm pin cho mình nhé. Tiếp thứ 9 đó chính là các bạn không nên sạc pin quá lố. Có nhiều bạn có thói quen là chúng ta xài hết một ngày hết pin, tối đó cắm sạc và để qua đêm luôn, để sáng ngày hôm sau thì pin đủ 100% để các bạn sử dụng. Tuy nhiên cái cách này thì lại vô cùng hại đến cái tuổi thọ pin của mình. Cho nên là các bạn mặc dù là hơi khó một chút xíu, tuy nhiên là các bạn cũng tập cho mình một cái thói quen là sạc đủ 100% pin, sau đó rút ra, và trong thời gian sạc thì chúng ta không nên sử dụng. Tại vì nếu mà tuổi thọ pin mà bị giảm đi á, thì chúng ta phải buộc lòng thay pin, nhưng mà thay pin thì mất rất là nhiều chi phí. Mà không thay pin thì cái điện thoại trở nên rất là chậm chạp và chúng ta sẽ rất là dễ cấu. Và tiếp cuối cùng đó chính là các bạn hãy sử dụng chế độ tiết kiệm pin. Tất nhiên rồi, muốn tiết kiệm pin thì chúng ta sẽ nên sử dụng chế độ tiết kiệm pin. Chế độ tiết kiệm pin thì tùy trên mỗi cái dòng điện thoại khác nhau, nó sẽ tự động kích hoạt khi mà điện thoại các bạn ở một cái mức dung lượng pin nào đó. Ví dụ như là còn 10%, 15% thì nó sẽ tự động bật lên. Hoặc là các bạn cũng có thể chủ động cài đặt nó, kích hoạt nó lên khi mà các bạn muốn tiết kiệm pin hơn. Với cái chế độ tiết kiệm pin này thì nó sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cho cái điện thoại của các bạn trở nên tối ưu nhất, không tốn nhiều pin nhất. Ví dụ như là tắt hẳn những cái app chạy nền nè, tắt hẳn những cái thông báo cũng như là giúp màn hình của chúng ta tối hơn. Những cái chế độ always on display gì cũng được tắt luôn. Cho nên là nếu mà các bạn muốn tiết kiệm pin tối đa thì chúng ta có thể chọn những cái mức độ tiết kiệm pin có trên chiếc smartphone của các bạn nha. Và vừa rồi thì mình đã có chia sẻ cho các bạn 10 tip để chúng ta có thể tiết kiệm pin khi mà sử dụng smartphone. Có lẽ một số bạn nói là ui mấy cái này ai mà chả biết. Tuy nhiên là biết nhưng mà mình có thực hiện không là một điều, đúng không? Nếu mà các bạn cảm thấy những cái tip đó khó quá, các bạn không sử dụng được á, thì các bạn có thể chọn cách thứ hai là chúng ta chọn một cái chiếc điện thoại có dung lượng pin lớn hơn. Mình có gợi ý với các bạn một số sản phẩm sau đây, ví dụ như là Xiaomi Redmi Note 5 nè, với viên pin là 4000 mAh, rồi chúng ta có Xiaomi Redmi Note 4 4100 mAh, và bên cạnh đó còn có chiếc Asus Zenfone Max Plus M1 nữa, viên pin của nó tầm như là 4300 hay sao đó. Các bạn có thể lựa chọn những chiếc smartphone với dung lượng pin lớn như vậy, thì khi đó nó sẽ cho các bạn một thời gian sử dụng dài hơn. Và hy vọng là video ngày hôm nay đã giúp ích cho các bạn trong việc tiết kiệm pin cho điện thoại của mình. Nếu mà bạn nào biết nhiều tip hơn nữa thì có thể chia sẻ bên phần comment cho mình luôn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giờ phút này. Nếu bạn nào chưa chơi mini game thì bấm vào link ở dưới phần mô tả để chơi mini game nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé.